Tiếp theo đến mẫu chuyện Một bài ngụ ngu. Vào buổi mai vừa vén màn sương lạnh của ngày tàn đông năm Kỷ Mão, mấy chậu kiển khóm hoa trúc nơi Kim Sơn Tự đều có vẻ thơ hới, nhất là cây quỳnh mai trên mỗi cành ôm đầy ấp những nụ vàng như cười tiễn tiếp đông thiên và sẵn sàng chờ đón mùa xuân bước tới. Đức thầy dừng chân giữa sân hoa, ngài vừa nhìn kỹ vật vừa trầm ngâm suy tư. Bên đường làng người qua lại tấp nập, bỗng đức thầy chú ý đến toán người vừa lướt nhanh qua cổng ngoài. Trên tay họ hoặc mang hoặc xách những chiếc bội đương rất mỹ thuật với những chú gà ngoài cắt lông cạo cửa trông rất quay phong. Chúng cất lên những tiếng gái hăng độ, ý chừng muốn ăn tươi nước sống đồng bài chúng, hoặc vừa nghe tiếng gái hoặc vừa trông thấy được bồng ảnh trên tay của người đồng hành bên kia. Cảm xúc trước cảnh ấy, đức thầy đọc lên một bài thơ tứ tuyệt. Gà cổ coi vậy thiệt là ngu, nói giống không thương lại quán thù, thiên tức cao đầu làm mắt lạ, chim đầm ngâm đọc xong bài thơ, đức thầy trở lại nơi phòng tiếp tục công trình hoằng pháp. Sau đây là lời phụ bình. Trên đây là một bài ngụ ngôn không hơn không kém. Nếu khi xưa Phan Văn Trị đã làm bài ngụ ngôn về những cá lia thia để dụng ý chê trách những người vì lo vì đai mà mãi miệng nịnh với thực dân pháp để trở lại buông nước hại nòi, thì ở đây đức thầy cũng đem câu chuyện gà nhà bôi mặt đá nhau mà ngụ ý khuyên can những ai vì lợi quyền, vì ích kỷ mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, để đến phải trở mặt thù hằn, ganh ghét lẫn nhau. Chỉ vỏn vẹn 28 chữ những câu thơ trên, quả là lời thuyết pháp, thuyết về lòng nhân không hiếu sát, thuyết về si mê không biên kiến, nhẫn tâm sát hại lẫn nhau, thuyết về lòng người tráo trở, xoay lưng sắc mặt với đồng bài. Nhìn vào tấm gương quen hố mà loài gà trống đã thể hiện, loài người nên tránh xa, suy nghĩ ít vẫn thấy hay. Mà càng ngẫm nghĩ thật nhiều thì cái ngụ ý của đức thầy càng cho ta một bài học thấm trầm biết mấy. Nam mô A Di Đà Phật.